Rồi ok. Ôm được rồi, đứng xin nó ồn quá. Rồi ok anh em, thì hôm nay có một chiếc xe, thì cái bộ nồi này mình vừa giới thiệu hôm qua ha. Thì hôm nay có một anh khách, nói chung là trong thời gian khuyến mãi á, thì nói chung đang là cái chương trình khuyến mãi nên là mình nên là rất nhiều anh em tới gắn. Thì hôm qua nay được một hai xe, thì hôm nay có một chiếc mình trực tiếp mình quay clip cho anh em xem luôn. Thì đúng như là đây là bộ nồi zin này. Đó, nồi zin của chiếc S150. Thì anh em rút nguyên cái bộ nồi chuồng heo, cái đế nhôm, rồi hai cặp đế nhôm, rồi là so kia anh em mang về cất. Mình chỉ úp nguyên cái bộ nồi mới này vào, úp nguyên bộ nồi mới này vào là xong, là chạy thôi. Nói chung là giá cực kỳ mềm luôn á. Thì đang trong chương trình khuyến mãi ha. Rồi thì bây giờ tháo đi, tháo bác vô đi. Thấy được rồi. Đây đây giấy trần cái cặp tông này ổn không? Cái gì ạ? Đây cái cặp tông. Rồi xong luôn. YouTuber luôn anh. YouTuber mà. Làm quy đam mê thôi. Rồi thì cái bộ nồi này á, là mình cũng đã giới thiệu rồi, thì nó là nồi chống trượt nha. Chống trượt là khi anh em dồn số, khi mà đang chạy mà khi gặp sự cố này kia, anh em có thể gọi là thắng số, dồn số về nó không bị trượt bánh, không bị té. Đó là cái lợi đầu tiên. Rồi cái thứ hai là nó có 3 lò xo thôi. Tương đối là rất là nhẹ, con rất là nhẹ, chạy rất là ngon lành luôn. Nói chung là cái bộ nồi này dành cho 155 PPA rồi R15 rồi đó. Thì xe nó một phần xe nó mạnh á, là nhờ cái bộ nồi này nha anh em. Chứ cái công suất của xe thì có 17, 18 HP thôi. Thực ra cái máy rất là mạnh, chạy con ẹt rất là mạnh. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chỉ cho anh em là gắn như thế nào. Anh em có thể tự mua về nhà gắn con được, rất là dễ. Rất là dễ thôi. Thì cái nồi này cũng mới làm nè anh em. Thì nếu mà cái bộ nồi mới này á, bộ nồi zin này á, thì lá sắt lá bố không thì mình cũng làm đâu đó cũng phải là 700, 800, 900 ngàn rồi. Nhưng mà chưa tính cặp đỡ nhôm. Mà trong khi cái nguyên cái bộ nồi cặp đó nhôm luôn, lá sắt lá bố luôn, tất cả là so luôn mà chỉ có 9,5 thôi. Giá bao mềm luôn á. Rồi, thì tháo ra đi. Cái hành tháo ra đây này. Nồi này nồi zin này. Nồi zin này nó thì lá sắt lá bố nó nhiều hơn. Đó, thì còn cái nồi chống trượt thì nó chỉ có 3 lá bố. 3 lá bố, 2 lá sắt. Rồi rút ra tháo ra. Đó, cái cặp đôi nhôm này thì anh em cũng bỏ vào rồi bán ốc lại thôi, giống như cặp đôi nhôm zin thôi nè, anh em bỏ vào xong rồi bán ốc lại, bán chặt móc lại, rồi dùng cái phe khó lại giống như là cái nồi zin thôi. Đó, lá bố lớn rồi đến lá sắt lớn. Rồi 3 lá bố vô, lá bố nhỏ. Rồi ốp lại. Thấy nó có phi dài à? Cái móc nó dài lại không? Không. Xoay một vòng theo đây rồi. Rồi tiếp theo đến 3 lò xo. Sau khi mình đã ráp xong nè anh em, canh chỉnh ban ốc này siết đều tay rồi ráp vào, thì mình nhớ là canh chỉnh con ốc này trước nha. Thì nhớ lưu ý là canh con này chứ xong ra bên kia khi mà úp lúc nồi lại thì mấy con canh không được, mấy con anh em phải tháo ra canh lại. Nói chung là canh cho nó tương đối trước, xong rồi mình sẽ canh bên dây con sau. Rồi thì cái nồi ráp vào cũng đơn giản như những cái nồi zin thường thôi. Thì cái nồi này nó vậy thôi anh em, đơn giản lắm. Ráp vào nó có 4 lá bố, mình chỉ anh em rồi cái phần trước, rồi anh em nào chưa coi thì xem lại cái phần trục phần 1 nha.
thì mình có hướng dẫn anh em rồi đó. Rồi ráp vào xong thì giờ ốp đúc nồi lại, đổ nhớt vào test thử thôi, test thử xong rồi dùng số gắt rồi thử nó có bị trượt nữa không nha. Rồi ok vậy nha anh em. Rồi xong rồi anh em, xem mình gắn bộ nồi xong này, nói chung là vô số nó mượt, nói chung là vô số anh em không cần bóp con, còn vô số nó cũng rất là mượt ha. Cái nồi này lợi cái đêm đó, chứ cái lúc đờ ba thì nó hơi chậm hơn xíu, nhưng mà khi mà cái đó nhôm nó anh em chạy lên số 4, số 5 rồi đó, là khi mà kéo mắc bít á thì bộ nồi mình cảm thấy là mắc hơn so với bộ nồi zin ha. Đó thì được cái này mới kia thôi, ga đầu thì có thể là nó hơi yếu thớ hơn cái nồi zin xíu, nhưng mình thấy cũng ok, chứ không phải là yếu nha anh em, cũng ok. Nhưng mà đối với những anh em nào mà kỳ vọng cao của nó thì mình thấy nó sẽ không đạt xíu, còn mà khi mà tua máy cao rồi, khi anh em chạy đường trường á thì cái nồi này phải bắt hơn rất là nhiều so với cái nồi zin. Rồi thì anh em dùng số này kia rồi á thì nó không có bị trượt bánh, nó không có bị gần cái bánh nữa, nó không có bị nhây son. Rồi anh em nhiều khi đá số mà không cần bóp con cũng được nữa, bây giờ ở dòng tua cao vẫn đá được bình thường. Rồi thì xong, ráp xong rồi, đổ thêm chai nhớt mới nữa cho anh chủ xe chạy thử một thời gian, rồi nếu ông thích thì về lại nồi zin thôi. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu lên cái bộ nồi mới này của R15 V3 AD155 thì cứ ghé shop mình ha, đang trong giai đoạn khuyến mãi là 950 một bộ, bao công lắp đặt chưa tính nhớt nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ ghé ha, 10 bộ đầu tiên. Rồi ok, bye bye anh em. When my head